4 giờ thức dậy ông cúng. Ông cúng rồi thì ông với lại cái ông hàng heo đó là đi, còn ông chủ trì chùa thì ở lại. Thì ông đi một đổi đường khoảng chừng 3-4 cây. Kính thưa quý vị, ngày xưa đó là có một cái chùa này đó là cái chùa ở nông thôn hẻo lánh. Mà cái chùa ngày xưa của bác biết đó là người ta cất cái chùa đó là người ta cất cái chùa nhỏ vậy thôi, rồi lợp lá, rồi có người ở đó để rồi hương khói cho Phật đó rồi tu hành. Thì nói cũng như là ông trụ trì chùa đây. Thì trong cái chùa ở đó thì ở xóm đó có ông đó là làm hàng heo. Ông này ông làm tới hai đời rồi. Nghĩa là cái đời cha ông đã làm hàng heo rồi. Sau khi cha mẹ qua đời, ông lại nối nghiệp làm hàng heo. Cũng một khoảng, cũng hơi dài dài. Như vậy thì mỗi khi đó mà cái ông nhà chùa mà ông thức dậy mà ông gõ mõ, ông tụng kinh, ông công phu, thì cái ông hàng heo này là thức dậy để là ông làm hàng, bắt nước hoặc giả là khát giết heo để rồi mổ đem ra chợ là phân phối cho mấy tay em để bán thịt. Thì chẳng ngờ đâu chiều ngày đó đó thì có một người ta đến ta đặt thịt đám, tức là đám cưới ngày xưa đó. Rồi song song vào đó thì có một cái ông già, ông đi đến cái chùa nhỏ đó. Mà ông đi đến đó, cái lúc đó thì ông không có đi sớm. Ông độ chừng gần tối ông mới tới, khoảng 5 giờ mấy ông mới tới. Ông tới ông ghé vào chùa, rồi ông xin hỏi ông trụ trì chùa đó, để mà xin tạm nghỉ nhờ đêm, tôi đi lỡ đường mà nhờ trụ trì chùa cho tôi xin nghỉ nhờ đêm rồi mai tôi tiếp tục đi nữa. Bởi vì cái chùa đó là cái cánh cửa mở rộng rãi mà không cho người ta nghỉ sao được. Vì vậy mà ông chủ chùa đó thì ông chấp nhận. Ông chấp nhận thì ông mới nói thôi bây giờ ông ở đây để ông tắm rửa đi rồi ông nghỉ chút đi rồi tôi công phu rồi đó. Tôi mới nấu nước mời ông uống nước rồi hỏi thăm đồ, giờ công phu cũng sắp đến. Thường thường ta ở chùa thì cỡ 5 giờ chiều là bắt đầu người ta vào cái thời công phu. Như vậy thì khi mà ông trụ trì chùa này ông công phu xong rồi đó thì ông lên ông nấu nước, ông mới bưng bánh rồi bưng trái cây người ta còn cúng đó. Đó rồi đem lên mới dọn ra rồi mời cái ông khách này đến để mà uống nước trà với ổng rồi hỏi thăm qua lại. Ông ở đâu nị kia đồ cũng như là hỏi cho biết mà. Như vậy thì một chút xíu qua thì ông già này ổng mới khởi cái chuyện mà ổng nói. Khi mà ổng mở cái chuyện ra ổng nói rồi đó thì nghe nó quá hay. Nghĩa là chuyện này, chuyện nọ, chuyện kia ông nói hoài mà nói không hết chuyện. Tôi mà bây giờ tôi được, nghĩa là 1/4 của ông già đó thôi thì thôi tôi biết bao nhiêu. Tôi nói mà giờ chỉ không có được 1/1000 ông nữa, 1/1 cũng không có. Ông kể chuyện mà ông này nghe mùi mẫn mà kêu bằng ông không có còn mà nhớ tới cái là ngủ nghe vậy. Không còn buồn ngủ nghe ta nói mùi mẫn mà hay lắm. Thì khi mà ông già ông kể là độ chừng cỡ 12 giờ 1 giờ ông nói thôi giờ khuya quá rồi thôi để nghỉ đi ngủ. Thì là nghỉ rồi đi ngủ thì cái ông hàng heo này, cái ông mà chủ trì chùa này đó thì ông thức quá khuya rồi cái ông ngủ lại ngủ quên. Cái thời công phu ông ngủ quên. Ông không có thức dậy mà để rồi ông công phu mà ông hàng heo đó, là ông đi làm. Ông bắt nước động làm. Thì là cái ông hàng heo ông cũng thức rồi mà ông nghe ông này sao không có tụng kinh, không có đánh chuông đánh mõ hết trơn. Ông nói chắc còn khuya.
thôi ngủ nữa. Cuối cùng đó là tới 5 giờ mặt trời mà sắp sửa là rạng rồi, rồi chủ đặt thịt đó người ta tới thì ông này ông chưa có bắt nước mà cũng chưa có làm cái gì trơn, mà ta tới ta lấy thịt thì không có. Thì cái người mà ta đặt thịt đó người ta mới cự, nói tôi đã đặt ông đi làm đám, tôi về tôi làm đám, mà bây giờ giờ này là ông chưa có nấu nước, chưa có nổi lửa, mà chưa có mần heo, rồi làm sao mà có, mà tôi về tôi làm đám cho kịp. Cự ông Hằng Heo, ông Hằng Heo ông dọt lại đằng chùa, ông mới cự với lại ông mà chủ trì chùa. Ông nói mỗi ngày đó tại sao mà ông gõ mõ, ông đánh chuông á thì tôi thức dậy tôi làm hàng, mà bữa nay cớ gì mà ông lại ông không có thức dậy mà ông gõ mõ, ông đánh chuông cho tôi làm hàng để rồi là tôi giao thịt, ta bây giờ người ta tới giờ không có thịt. Ông chùa ông mới nói chú ơi, chú làm heo thì cái việc của chú, còn tôi ở đằng chùa mà có dính líu gì tới cái vụ đó đâu mà chú tới đây chú cự, chú mà làm khó làm dễ tôi. Chứ phải mà chú mướn tôi á thì bây giờ chú lại đây chú cự tôi phải. Nói vậy chứ tiền mà tôi nhét ở dưới mấy chiếu ông đó, lâu lâu tôi có nhét tiền xuống mấy chiếu ông đó. Cái ông kia ông nhớ lại ông nói vậy chết rồi. Là tại vì đó cái ông chủ trì chùa này đó là ông tu hành ở chùa này, rồi ông kia lại nhét á, là nhét lén ông này mà nhét thôi chứ không phải là cho ông này biết. Ông này ông mới nghĩ là ta tu đây đó là phước đức người ta có, rồi tu đây đó là trời Phật thương, thành ra nghĩa là cho tiền ta chứ không phải là nói người nào chứ. Mà ông cũng vui thầm trong bụng ông rồi, mà ông không nói ai cho ông đến thinh vậy đó. Thì cuối cùng hai người mới cãi qua cãi lại. Trong cái thời gian đó thì còn cái ông cụ già đó nghe, ông mà người lại nghỉ nhờ đó. Ông nói thôi, cái chuyện này đó là cũng tại tôi một phần. Thôi bây giờ chú về chú bắt nước đi, cái tôi lại tôi mần heo tôi đâm lên cho chú liền, tôi mần nhanh lắm. Đấy chú. Thì ông mần heo ông thấy gì ông thôi ông cũng hoan hỷ, ông đi về ông bắt nước lên. Thì ông bắt cái ông mà chủ trì chùa đó dẫn lại đằng cái ông mà Hằng Heo. Bị ông Hằng Heo thì với ông này thì biết nhau rồi, ông kia biết cái chỗ ông mần dẫn lại. Dẫn lại cái thấy ông này lại ông này ông hỏi gì, ông già ông hỏi gì chứ cái dao mà chú đâm heo hàng ngày ở đâu. Ông kia ông lấy ông đưa. Cái ông Hằng Heo ông mới kêu con kêu cháu ông á mấy đứa bay đi vô chuồng bắt heo chói lại đặng cho ông già ông mần heo. Ông già ông nói thôi khỏi chói, tôi đâm heo tôi mần heo khỏi cái chói, chói lại là chú tay nghề chú còn non lắm, chú mần heo mắc chói với tôi khỏi chói. Ông biểu mở cửa ra đi, ông cầm cái dao mà đâm heo đó hay dài gì nè, biểu mở cửa ra. Ông Hằng Heo ông cũng nghe lời mở cửa ra, cái ông già đó ông đứng ở ngoài cửa đó, ông kêu tên kêu họ ông già của cái ông Hằng Heo đó, thì con heo được ở trong nó đi ra. Nó đi ra thì ông nắm cái lỗ tai gì hen, ông nhá lên ông tính đâm, ông nhá vậy chứ ông có đâm đâu. Cái ông kia ông chụp lại, ông nói tôi thắc mắc cái chuyện này, tại sao là ông kêu tên kêu họ ông già tôi mà con heo này nó ra là lý do gì, nhờ ông giải đáp cho tôi nghe cho tôi biết. Thì cái ông già ông mới nói đó, nghĩa là cái ông già của ngươi ngày xưa đó cũng làm hàng như ngươi vậy đó, mần heo như ngươi vậy đó, sau khi mà hết cái kiếp rồi đó, chết rồi đó thì trở lại để mà trả nghiệp, đầu thai làm con heo để mà trả cái nghiệp. Như vậy thì thôi ông nói vậy tôi nghe tôi cũng tạm tin ông đi. Thôi ông than heo đực đi. Bây giờ là ông mặn heo cái. Ông nói ừ thì mặn heo cái, thì ông cũng biểu mở cửa ra. Ông cũng đứng ở ngoài cửa, ông kêu tên kêu họ bà già của cái chú làm hàng heo đó, thì heo cái nó ra.
Thì ông này ông mới nói ủa, nghĩa là ông nói đó là ông già tôi ngày xưa làm hàng heo, rồi bây giờ phải là trở lại trả nghiệp làm heo trả nghiệp, thì ông nói này là tôi cũng tạm tin. Mà bà già tôi có làm con heo nào đâu, mà bây giờ lại bà già tôi lại là cũng đầu thai làm heo nữa. Ông nói cái này tôi nghe cho thấu đáo, cho tôi hiểu biết được coi tại sao mà kỳ vậy. Thì ông già kia ông nói đó, nghĩa là khi mà cha ngươi làm thì cũng nuôi bà già ngươi, nuôi các ngươi, rồi bây giờ là cũng phải đầu thai lên để mà trả nghiệp tiếp cha ngươi, chứ không lẽ mà giờ không trả, thành ra vì lẽ đó mà có ăn có hưởng thì phải tiếp đó. Như vậy thì nếu như á, ngươi đó mà tiếp tục làm cái nghề này đó, thì ngày nào mà ngươi á, chết rồi thì đọa vào làm heo trả nghiệp giống như cha ngươi vậy đó. Mà bây giờ ngươi nghĩ coi, một con heo trả một kiếp mà cha ngươi làm suốt thời kỳ bao nhiêu con heo, rồi ngươi làm được bao nhiêu con heo nữa, rồi bây giờ chả biết chừng nào mà cho hết. Bây giờ nếu như á, mà ngươi mà tiếp tục làm gì thì nhất định ngươi phải trả nghiệp hơn cha ngươi nữa. Như vậy ông này ông nói, rồi bây giờ tôi hỏi ông nha, bây giờ nếu như tôi không muốn mà trả nghiệp, tôi phải làm sao mà cho nó không có nghiệp mà tôi trả? Nó chỉ có gì đâu à, bây giờ là ngươi phải là cải hối ăn năn quy y tam bảo tu hành, thì một ngày dần dần rồi ngươi niệm Phật đồ thì nghiệp chướng nó tan ra, nó không còn cái gây cái nghiệp nữa thì khỏi phải trả. Còn nếu như ngươi tiếp tục mà mằng hoài thì nhất định là phải trả nghiệp. Ông này ông suy nghĩ, ông nói nếu như mà mình tiếp tục mình làm ăn cái lỗ miệng, rồi nuôi con nuôi vợ cũng là giả tạm, một ngày nào rồi thân xác mình đấy cũng hoại mà con vợ cũng hoại đó, thì thôi bây giờ là mới suy nghĩ nói thôi bây giờ vậy, bây giờ tôi muốn đi tu mà bây giờ tôi không biết làm sao, bây giờ tôi ông cho tôi theo làm đệ tử ông tu hành, ông chịu không? Ông nói ủa cái việc gì thì ông chịu, chứ cái việc đi tu là theo tôi là tôi chấp nhận liền nha. Ông này ông mới kêu vợ con ra, ông mới nói đó, ngày nay đó là có lẽ là gặp được một cái vị này đó, là ông già này cũng không phải là người thường, thần tiên gì đây, tại sao tự nhiên mà biết tên cha tên mẹ của tôi, rồi biết cái luật nhân quả mà đầu thai lên đầu thai xuống làm heo trả. Bây giờ hôm nay đó là tôi đã gặp được ông này, là tôi đã xin quy y với ông làm đệ tử ông rồi, ông là ông thầy tôi rồi, bây giờ tôi giao á nhà cửa vợ tài sản lợi cho vợ con hết, rồi tôi đi theo thầy tôi đi tu để mà tôi không có còn dính cái nghiệp nữa. Chứ bây giờ tôi ở đây là tôi làm lụng, tôi nuôi vợ nuôi con, rồi một ngày nào tôi cũng trả nghiệp, không thể nào mà tôi trả nổi. Vậy thì vợ con cũng không chịu, vợ con cũng than khóc, rồi nói thôi bây giờ ông ở nhà ông nghỉ làm heo rồi ông tu hành cũng được. Mà cuối cùng rồi cũng ổng cũng nằng nằng quyết một, ổng xin đi tu. Cuối cùng vợ con cũng phải chiều lòng ổng cho ổng đi. Thì thôi cái phận của ổng, ổng làm ổng gây cái nghiệp ác thì bây giờ ổng đi tu để đền tội thì cái việc đó là phải rồi. Mà cái ông mà trụ trì cái chùa lá đó, ổng thấy linh nghiệm quá, ổng cũng xin đi theo để mà tu, ổng làm đệ tử nữa, ông kia ổng cũng chịu luôn, dẫn đi. Như vậy là ông về ông đóng cửa chùa nghe anh hai. Ông đóng cửa chùa lại rồi đó. Rồi ông đi. Mà ông già ông dắt đi chứ. Ông già ông dắt đi đó anh coi đó. Giờ đó đó mà đi toàn ten từ đó cho tới chiều tới chặn dạng mà chưa có hộp cơm. Mà ông thầy ông không có ăn mà đệ tử làm sao mà dám nhúc nhích. Chứ phải ông ăn mà ông bỏ mình đói á. Thì cái chuyện này mình mới nói thầy ăn rồi thầy cũng cho con ăn. Chứ còn đằng này ông không có ăn. Ông già rồi mà ông không ăn. Rồi mình cũng phải gán chịu, đói gì đó cũng gán chịu. Đi về tới cái khu vực đó đó, có một cái biệt thự rất là lớn. Mà dòm thấy ta nói ngang, cái biệt thự nguy nga. Mà cái bà này đó, là bà ông chồng mất sớm, mà được hai mụ con gái. Rồi về cái tới cái bà nói,
Ủa thầy đi đâu hổm rày mà nay mà thầy mới về tới đây thầy? Cái nó trời ơi hổm rày thầy mất đi công chuyện rồi. Ủa còn hai người này là ai vậy thầy? Hai người này đó là đệ tử của thầy à, à mới quy xin quy y với thầy để mà theo thầy tu hành đó. Vậy hả? Vậy thì thôi con mời thầy với hai đệ tử đi tắm rửa đi rồi rồi lên là uống nước còn chút cái con kêu mấy nhỏ nó làm cơm để dọn ra thầy với hai đệ tử dùng cơm. Hai ông tắm rửa rồi bà mới kêu con bà mới bưng nước bánh ra rồi bà mới nói thầy coi đó, ông nhà tôi thì ổng mất sớm mà ổng để của cải lại lớn quá nhiều như thế này, tôi cũng cần một người rể để mà ở lại đây coi sóc tiếp tôi, rồi sau này tôi qua đời ở đây mà hưởng phước sang giàu. Bây giờ thầy coi coi có ông nào mà muốn ở lại đây không mà làm rể tôi để mà hưởng phước sang giàu không, chứ tôi giờ tôi cần một người dữ lắm. Bà nói vậy, ông thầy ổng mới nói, ổng nói tôi cũng không biết đệ tử tôi thể nào. Hên. Thì hỏi qua cái ông hàng heo đầu tiên, cái ông mà đi tu đó, hỏi về bây giờ đó là vừa qua đó là có bà già đó, bà có hai người con gái mà bây giờ cần một người nam để rồi làm rể bà ở đây hưởng phước sang giàu đó, rồi đệ tử nghĩ coi có thể ở lại đây làm rể bà để hưởng phước sang giàu chịu không. Cái ông hàng heo ông nói dạ bạch thầy, con đã dốc lòng đi tu với thầy rồi, con cũng có gia đình, con cũng có vợ, có con, nhưng mà con dốc lòng đi tu với thầy rồi, con không thể nào mà con ở lại đây để hưởng phước sang giàu làm rể bà này được. Ông nói vậy ha, vậy thì thôi. Rồi hỏi qua cái ông mà trụ trì chùa, ông đệ tử thứ hai, hỏi bây giờ đó bà này bà vừa nói vậy đó, rồi đệ tử coi nhắm coi ở lại đây ha làm rể bà để hưởng phước sang giàu hay là đi tu với thầy. Ông thầy chùa này đó thì ông không có nói mà không, mà ông không có nói mà ở, nhưng mà ông trả lời với ông này nó mới dạ dạ thưa thầy tùy thầy à nha. Ông nói tùy thầy chứ không phải là ông không chịu, mà ông không phải, ông nói ông chịu mà không, nó không chịu, nhưng mà ông nói dạ thưa thầy tùy thầy, thì thầy cho con thì con ở. Ông thầy ông mới nói ờ vậy thì thôi đệ tử ở lại đây. Thì ba thầy trò đêm đó ngủ chung với nhau, rồi mới nói chuyện đồ với nhau, chuyện này chuyện nọ, chuyện tu hành rồi phước đức rồi làm gì mà có phước, làm gì có tội, chánh ấy rồi ổng cũng chỉ dạy đâu đó đàng hoàng hết trơn. Thì ngủ đêm đó sáng lại đó là 4 giờ thức dậy, ổng cúng, ổng cúng rồi thì ổng với lại cái ông hàng heo đó là đi, còn ông trụ trì chùa thì ở lại. Thì ổng đi một đổi đường khoảng chừng 3-4 cây số vậy đó, cái ông nói ý chết rồi con ơi. Cái ông hàng heo nói gì thầy? Nó chàng ơi hồi sáng này đó là thầy cúng rồi cái thầy mang cái áo mà thầy đi rồi thầy quên, thôi bây giờ con ngồi đây ngang, rồi thầy trở lại thầy lấy cái áo rồi thầy trở lại là hai thầy trò mình đi. Cái ông đệ tử ông nói thôi bây giờ thầy ngồi đây đi để con trở lại con lấy cho, rồi con trở lại đây hai thầy trò mình đi. Cái ông thầy ông nói ừ thôi vậy cũng được. Ông ngồi đó, ông này ông vừa đi vừa chạy, vừa đi vừa chạy, ông chạy về tới cái đó thì nhà cửa đâu thì cũng không thấy đó. Rồi á là ông thấy hai con cọp mà ăn thịt một người, mình nói tới đây thì bà con cũng hoan hỉ ha. Thấy hai con cọp mà nó ăn thịt một người, ông thấy ta nó hầm hừ ha, mà ông sợ quá sợ rồi, ông a thằng phù ông chạy lại gần đó, ông chớp cái áo rồi ra ông chạy thoát thân hồn vía. Ông chạy về tới ông thầy gọi ông thở, thầy ơi thầy, ông thầy cái gì vậy thầy ơi, con gì đó mà con không có thấy nhà cửa gì hết trơn thầy ơi, mà con thấy cái áo của thầy thì máng nhánh cây, còn hai con cọp ăn thịt một người. Ông thầy cũng nói ừ vậy đó là con đó. Rồi lấy cái áo rồi hai thầy trò mới tiếp tục đi nữa. Đi nghe là suốt một ngày đó tới xế chiều mà chưa có hộp cơm hộp nước gì nữa, không cơm nước gì, đi tu kiểu ổng đi dẫn đi lại thôi, hết cơ tu nổi rồi.
đó. Cái ông thầy ông mới lại cái tảng đá ngồi nghỉ mát, rồi đệ tử cũng lại ngồi gần. Ông thầy ông mới nói thôi bây giờ thầy là có cái ý muốn nói với con như thế này. Cái ông đệ tử ông nói thầy nói gì thầy? Bây giờ đó là con thôi con trở về nhà đi. Còn thầy đó bây giờ mà đi tu cái kiểu này đó làm sao mà thầy đi nổi già rồi. Đi lên núi đi rừng đi núi mà cơm nước không có khổ sở quá. Thầy đi hết nổi rồi. Thầy nguyện đi lên tới ngọn núi trên nó cao đó là thầy nhảy xuống là thầy tự sát. Tự giận rồi chết thôi. Chứ giờ tu hết nổi rồi mà cái con bây giờ con trở về nhà đi rồi thầy lên đó thầy tự giận. Ông này ông ấy không chịu, ông nói con á nghĩa là dốc trí đã theo thầy tu hành rồi. Mà bây giờ thầy đi đâu á thì con đi đó chứ còn con không có trở về. Ông nói vậy thì thôi cũng được. Thì chút xíu hai thầy trò mới bắt đầu là đi. Đi từ đó mà lên tới cái chót núi cao. Ông mới nói thêm lần nữa. Ông nói tới đây là thầy đã tự dặn rồi đó. Bây giờ thôi con trở về nha. Chứ còn thầy là quyết lòng tự dặn rồi đó. Thấy không? Thì ông nói vừa dứt tiếng ông nhảy trên ngọn núi ông nhảy xuống. Rồi ông đệ tử nhảy theo. Đó. Ông đệ tử nhảy theo rồi là ông ôm đệ tử lại. Thì ông đằng văng đi trước á. Cái ông kêu con theo thầy. Thì tự nhiên á là nghĩa là thần thông nó đưa ông này đi theo ông thầy. Bởi vì cái ý khởi ra là nó theo. Bởi vì cái tới đó là được cái phép ông thầy ông cho rồi. Rồi là ổng dẫn về một cái núi này nó cao dữ lắm. Mà cái bằng là ổng có cái giống như cái am ở đó lớn. Ổng dạy đó là cái phép tiên đó là tới mười mấy hai chục đệ tử còn ở trong cái am đó. Về thôi ôi thôi đệ tử ra mừng hết sức. Rồi mới hỏi ai nói đệ tử thầy mới có quy yêu. Mới quy y mà theo thầy tu hành đó. Dẫn lên đó rồi ông này ông ở đó ông tu. Không có bao lâu thì ông tự nhiên ông có thần thông. Ông mới xin phép ông thầy. Xin phép ông thầy ông về để thăm quê nhà. Khi mà ông về ông thăm quê nhà đó thì ở sớm riền ta nghe vậy đó. Ta nghe cái ông mà hàng heo này đó. Hồi xưa mà ông đi tu mà ông đi với cái ông già đó mà tại sao bây giờ ông về để lại thăm ông lâu quá mấy năm rồi. Lại thăm rồi á, rồi á là cũng mừng rỡ rồi dồn dập lại thăm rồi ổng mới nói chuyện cho nghe đạo đức này kia đồ rồi gia đình ổng bắt đầu quay lại tu hết trơn anh ơi. Gia đình ổng tu hết trơn đó rồi ở sớm ta thấy vậy đó rồi ta cũng tu theo vậy mà cái sớm đó sau này nó trở thành một cái làng đạo đó rồi xa gần đồ ta hay cái tin vậy đó rồi trở lại tu hành. Rồi ông cũng đi đi về về vậy đó mà sau này là tất cả mấy người đó tu đạt kết quả hết trơn. Vì vậy mà bây giờ đó cái người mà làm ác làm dữ mà bây giờ người ta tu mà ta cũng được đạt cái mức độ cao. Bởi vì có cái câu mà nhân gian ta nói chứ cái này thì tôi không có nghe sách nói kinh nói đó. Nghĩa là ta nói là tu nhất kiếp ngộ nhất thời. Nghĩa là nhất kiếp thì chỉ có kiếp mà ngộ nhất thời thì có thời một là đạt được. Thành ra tôi hôm nay đó thì cái mẫu chuyện đến đây thì cũng xin được phép kết thúc lại. Và tôi cũng xin gợi ý với quý bà con cô bác cũng như các em nào mà hiện giờ đang làm cái nghề sát giết giác mổ từ gà vịt cho đến heo, cho đến trâu, đến bò, rồi mèo, chó, ngựa, dê. Đó. Nghĩa là gây cái nghiệp ác thì nhất định phải trả nghiệp nha. Mà Đức Thầy chúng ta đó sợ chúng sanh đó,
gây nghiệp rồi không thể trả nổi. Vì thế mà Đức Phật mới giáng phàm xuống để dạy đạo giải thoát cho bà con cô bác xa gần. Đó. Mà có một đoạn Đức Thầy nói: ngày xưa trả bao thì chày, đời nay trả bao một giây nhãn tiền. Ai ai hãy ráng làm hiền, đừng trọng bạc tiền, bỏ nghĩa bỏ nhân. À, kính thưa quý vị, cái mẫu chuyện chúng tôi kể qua cái vụ mà làm cái nghề đồ tể cũng như là sát giết, để nhắc nhớ lại quý vị vào cái dịp Tết này, nhất là cái dịp Tết này, hôm nay là ngày 23 tháng Chạp, tức ngày đưa ông Táo về trời. Rồi đây tới 27, 28 thì tội nghiệp mình vui sướng, mình đón xuân, mình ăn Tết, đoàn tụ gia đình, mà mình giết giặc để rồi làm khổ sở cho nó, để mà gây cái tội lỗi thì tội nghiệp cho nó quá. Vì vậy mà tôi cũng mong rằng cái clip này gửi đến quý vị mà đang làm cái nghề này, để mà giảm bớt đi, để cho chúng ta giảm đi cái gây cái nghiệp dữ. Mà gây nghiệp dữ thì oan oan tương báo nghe bà con. Bởi vì cái đó là một cái chuyện là hận thù. Bởi vì giết rồi nó thì nó phải hận thù rồi. Vì vậy mà mình không có làm như vậy được. Nếu như mình làm vậy thì mất đi cái lòng từ bi bác ái của lòng mình. Đó. Bây giờ mình làm cái nghề khác cũng sống được, chứ không phải vì cái nghề này mà mình mới sống được. Đó. Vì vậy thì cái mẫu chuyện mà tôi kể qua cái vị làm hàng heo và gây thêm cái nghiệp lớn mà đi tu cũng vẫn được đạt kết quả, đến đây chúng tôi cũng xin thì được thôi chút. Bây giờ anh về nè nha, tôi kể qua mấy quý vị một cái câu chuyện này nha. Cái gì là lực nhân quả nha, tôi kể là này ngoài đời nha, lực nhân quả tôi mới kể cho quý vị nghe một cái học đạo lý với đời chúng điệu là như thế nào. Đây nè quý vị, bây giờ đài báo bây giờ rầm rộ nha, đây là sự thật luôn nha. Đài báo bây giờ quý vị biết, tôi coi trên mạng bữa đó là tôi coi bữa trước bữa sau không là trên 300.000 người, 300.000 người coi đó. Bây giờ tại Lạng Sơn tức là Hà Nội, ông này gia đình ổng bằng châu ba đời quý vị, đời ông nội, đời cha và đời ổng đó, mà tới đời cha đời ổng vẫn còn làm. Thì một ngày trung bình làm đó, thì cái lò mổ của ổng một ngày trung bình phải từ 15 tới 17 con trâu, làm 15 17 con trâu là giàu lắm. Bị gì quý vị biết, ngày làm 15 17 con trâu sao không giàu được, phải không? Nhưng mà thầy có nói rõ ràng đó quý vị biết không, phước đức quý hơn bạc vàng nha. Dù bạc vàng có bao nhiêu mà nếu mà không có phước mà không có đức rồi ha, cũng không còn nghe quý vị. Đó, thành thử ra hôm nay tôi kể tiếp nè. Đó, thì thử ra hôm nay mới mua trâu lựa, mà trâu béo, trâu ngon, mới qua tới Campuchia, qua tới Lào mới mua trâu quý vị. Thì bữa đó mua nguyên một xe trâu về, nói xe tải trâu về. Quý vị biết không, là mua xe trâu về như vậy là kéo trâu xuống hết trơn, nhưng mà còn có một con trâu quý vị, kéo nó không xuống, gịch 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 trên hoài không xuống, con trâu này nó không xuống quý vị, cũng như con trâu thằn vậy đó. Cuối cùng như vậy mới xeo này kia nọ, cuối cùng xuống. Mà cái này tôi nói ngoài đài thiệt nha quý vị, cái xeo xuống bắt đầu nó xuống quý vị, thì nó gịch. Thì cuối cùng như vậy thì con trâu làm còn không lợi, thì đêm đó bắt đầu là đập đầu cuối cùng như vậy là con trâu này nó chết. Nhưng quý vị biết không, con trâu này mà nó chết rồi đó, mằn ra nó chết rồi đó, quý vị biết không, không quá là bao nhiêu quý vị, một tháng sau thì cái con trai thứ hai đó tự nhiên nó bị tai biến, nó nằm liệt, nó chết luôn. Đó, rồi chết thằng con trai thứ hai thì đâu phải nói gì đâu, rồi tới quay không có tới là đâu mấy tháng sau thì thằng con trai thứ ba nữa là nó chết theo luôn. Tới vài tháng sau là con trai thứ tư nữa là nó chết theo luôn, bị ông ngoại cả mấy 23 nha. Tới còn thằng con trai thứ ba đó là chết theo luôn, thì tức là ba thằng con trai. Thì bây giờ như vậy đó là mới là mới bắt đầu là run sợ, gia đình mới run sợ rồi. Bây giờ vừa chỉ bệnh, vừa hết tiền, vừa hết tài sản, mà ba đứa con nó chết, còn có chỗ con gái út thôi. Thì quý vị biết không, thì lúc này mới đi coi thầy. Ông thầy nói rồi, như vậy là mằng trúng cái con trâu, mà con trâu thằn là con trâu linh rồi. Thành thử bây giờ là mấy ông là tai hại, bây giờ ông phải chết, bây giờ ông phải cúng kiến, ông phải giái thẳng trời thẳng Phật. Mấy ông bây giờ phải nghỉ làm trâu, mấy ông phải là bỏ là ăn tương, mấy ông bỏ mấy ông ăn tương ăn chay. Ha. Còn bây giờ như vậy mấy ông theo là nó phá ông, bây giờ là các ông là bây giờ như vậy là phải chết. Đó. Như vậy là hai vợ chồng không tin quý vị. Hai vợ chồng mới nói rằng là tụi tôi là làm trâu ba đời rồi, phải không? Đời ông nội, đời cha tôi và tới đời hôm nay đời con. Mà hôm nay đâu có gì đâu mà trâu gì mà phải trâu thằng này kia nọ. Như vậy biết quý vị biết không,
lặt bặt gì không có mấy tháng sau quý vị. Thì con nhỏ con gái này nó là chỉ học đại học mới ra trường nữa mà nó đi dạy giáo. Thì quý vị biết không, đi như vậy là bị xe đụng một cái một, rồi chết queo luôn. Gia đình là bốn người con là chưa được một năm là chết bốn người con này quý vị. Thành thử ra gia đình là tán gia bại sản luôn. Đó quý vị thấy không, tán gia bại sản luôn. Thành thử ra từ chỗ đó quý vị biết không là coi như là gia đình nó không còn cái gì nữa trơn. Rồi bắt đầu quý vị không cái lò đó nghỉ. Rồi mà ngoài đó bây giờ người ta cũng rất là nghĩ lò heo, lò cái lò trâu lò bò đó giờ ta cũng nghĩ nhiều lắm đó quý vị.